Ôi, em rất vui đã gặp lại với đại gia đình đam mê mai vàng rừng của em nha. Thì cả nhà ơi, em nay tiếp tục giao lưu với cả nhà một số phôi mai rừng giá rất là rẻ và mềm mại cả nhà ha. Đó, nhiều dáng thế để cả nhà sưu tập nha. Đó, thì như cả nhà đã biết rồi, bên em bán mai rừng là bao sống. Vì thế khi cả nhà nhận cây về, cố gắng làm theo clip hướng dẫn em gắn với dưới đường link phần bình luận ha cả nhà ha. Mở ra xem và làm theo hướng dẫn rồi phản hồi lại cho em. Rồi cây có sự cố gì em hoàn toàn chịu trách nhiệm với nhà nha. Đây là phôi, đây là bầu đinh 100%. Đó, anh em nào rảnh thì về nhận về trồng ngay. Còn anh em nào chưa rảnh thì cứ để đó một thời gian khoảng 15 ngày để cây bao nhựa chúng ta trồng vẫn được nha. Vì đó bầu đinh một cái rất là chỉnh chu rồi. Đó, anh em rất thoải mái nha. Đó. Rồi. Để không mất thời gian quý báu của nhà, em xin mạn phép giao lưu với cái nhà với cái mã là C1, một cây dáng lông rất là đẹp vào số đó chị. Đế rất là đẹp, cây khỏe nha, cây khỏe, rễ rất mạnh nha, nhận về ghép sớm luôn. 42 hoành cái nhà. Cao 55. Cao là 55. Rồi xây dòng dê. Quá đẹp cái nhà mình đây, một cây lượng rất là đẹp nha. Đó. Dáng thế rất là ok nha. Rồi thì với cái mã là C1 này. À, được khoan, em xây để em xem cho nhà xem bộ đế trước đi. Đó, xoay chị. Nó rễ rất là đẹp cái nhà nha. Đó. Wow, ok cái nhà bên đây, có cái rễ này cái nhà. Nuôi khỏe luôn, cái rễ này. Rất là mạnh luôn, rễ rất là mạnh. Nuôi hết. Đó. Một cây giáng long với cái mã số là C1, em xin được mạn phép giao lưu với cả nhà là 1600k đã bao gồm phí vận chuyển và đã bao sống cái nhà mình. Tiếp đến với cái mã là C2 vào số chị. Thì cây này là một gốc rất là phình, rất là đẹp nha. Nhận cây về ghép sớm luôn nha. Rễ rất là đẹp đó nha. Rễ rất khỏe. 35 hoành cả nhà mình nha. Cao là 60. Rồi xây một vòng về. Cây đặc cả nhà nha. Đế rất là đẹp luôn. Đế khá ổn thôi. Chứ nhưng mà cây được cái là giót cả nhà. Nếu mà chuyển nghiệp bonsai vẫn được cả nhà ha. Đó, em sẽ quay cái rễ với cả nhà xem nè. Rễ là bao la luôn nha. Rễ bao la luôn nha. Đây, rễ nổi nè. Muốn cái rễ này rất là khỏe nè. Nhận về ghép sớm cho em nha. Nhận về ghép sớm cho em. Chỉ có 700k cho cái mã là C2. Đến là C3 luôn cả nhà mình ơi. Một cây của bộ đế rất là đẹp nha. Cây này cũng nhận về ghép sớm giùm em luôn nha. Đó, cây rất khỏe, cây đặc cả nhà mình nha. Vào số đi chị. Đó, tài cành là chuẩn bonsai luôn cả nhà ha. Chị đo lên trên chị. Thẳng thước lên rồi. 42 hoành cả nhà mình nha. Cao 44. Cao là 44. Bầu đế 48. Rồi xoay một vòng chị. Em chỉ đo ngay cái eo thôi cả nhà nha. Em chỉ đo ngay cái eo thôi. Còn không có đau trên hả, chờ ở dưới nó phình gốc cả nhà. Gốc đế nó chảy á. Đây nè. Đế chảy rất là đẹp cả nhà. Đây nè, đế chảy chuẩn bonsai luôn cả nhà. Đó. Wow, ok luôn cả nhà mình ơi. Rồi với một gốc chuẩn bonsai như thế này với cái mã là C3 của chúng ta thì em cũng xin được mạn phép giao lưu với cái nhà là 1600k đã bao gồm phí vận chuyển và đã bao sống. Cây đặc cả nhà nha, nhận về là ghép luôn, rễ rễ rất là khỏe. Tục đến với một cây tàn tông thấp với cái mã số là C4 thì cây này cũng chỉ có 600k thôi cả nhà nha. Vào thông số luôn chị. 600k trải nghiệm mai rừng cả nhà nha. Bình 36 hoành. Cao 75. Bầu đế là 43, chỉ có 600k, 600k đã sở hữu một gốc mai rừng khá là to, tài cành rất ok, rút rễ bonsai vẫn được cả nhà nha. Và đây là bộ đế của cây đây. Đây. Rễ khá là ok luôn. Đó. Rồi, chỉ có 600k, 600k cho cái mã là C4 của chúng ta cả nhà mình nha. Tiếp tục đến với cái mã C5, một tác phẩm mang tên Mảnh đời còn lại. Thì cái này là lũa còn nửa thân, lũa xuyên tâm cả nhà nha. Bộ đế khá đẹp, tay cành rất là đều, vào số đó chị. Rồi, anh em đam mê lũa là cây này ok nha, cây khá là to. Hoành 57. 57 hoành luôn cả nhà mình ơi. Khá là to cả nhà. Cao 40. Bầu đế 42. Bầu đế 42, cây này nhận về ghép liền luôn. Bộ đế rất là khỏe cả nhà nha, nhận về ghép liền cho em luôn. Chuẩn bonsai luôn, chuẩn bonsai.
Đó, nhận vầy ghép ngay cho em luôn cái nha. Lũa thép, vệ sinh lũa, phun xịt lên cho đẹp nha. Đó, đế rễ nè cái nha. Đây, chúng ta còn ngắm bộ đế nè. Đây, cái rễ nè cái nha. Cái rễ này nuôi hoàn toàn nuôi hết luôn. Rễ rất là khỏe. Đây nè, thêm cái rễ này nè. Đó, rễ cắm xuống không, găm xuống không, rất là đẹp nha. Rồi, mảnh đời còn lại này em xin được mạn phép giao lưu với cả nhà là 1.300k, đã bao gồm phí vận chuyển và đã bao sổ. Theo là C6 chúng ta vào thông số đó chị. Một cây là phải nói là tay cành rất là chuẩn luôn nha, tay cành rất là đều nha. Hoành 37. 37 hoành. Cao 52. Cao là 52. Bồ đế 43. Rồi, xoay một vòng chị. Cây này nhận về ghép ngay luôn cho em cả nha, ghép ngay cho em luôn. Bởi rễ nó rất là khỏe nha. Rễ khỏe thì chúng ta ghép sớm luôn, chúng ta nhanh thành phẩm nha. Nó ở đây trong đây là có cái thẹo đây cả nhà. Ở đây là có một mảng lũa đây cả nhà ha. Đó, về chám lại không chám cũng không sao. Nó tay cành cả nhà thấy rồi ha, chuẩn bonsai thì cũng chỉ có là 850k, 850k một cây tay cành rất là đẹp cả nhà. 850k cho cái mã là C6 chúng ta chỉ có 850k. Quá ok, quá đẹp cả nhà mình đây. Ủa rồi, em xin phép xuống bếp với cái mã là C6. Đến với cái mã là C7, một gốc siêu lùng lực. Bộ đế cực kỳ khỏe, nhận về ghép ngay luôn cả nhà nha. Rồi, vào số đó chị. Cây khá là to cả nhà. Nhận về ghép ngay cho em. Hoành 53. 53 hoành, rất là to cả nhà ha. Cao 42. Cao 42. Bộ đế 54. Bộ đế trải rất là đẹp luôn cả nhà. Bộ đế trải. Đó. Quá wow, tuyệt vời cả nhà ơi. Bộ rễ rất là to khủng nha. Rễ nè, đây. Đây cả nhà, những cái rễ nhỏ này rất là nhiều nè. Cái những phần này là sẽ nuôi cây nè. Đây, những cái rễ này thế này nè. Đó. Quá wow, ok, cây to luôn nha. Cây này nhận về ghép luôn luôn cả nhà. Ghép luôn giùm em. Bộ rễ chảy bành rất là đẹp luôn nha. Thì với cái mã là C7 này, em xin được mạn phép giao lưu với nhà là 900k, đã bao gồm phí vận chuyển và đã bao sống. 53 hoàn rất là to cái nhà nha. Với cái mã là C8 thì cây này cũng khá là to cái nha ha, nhưng mà giá rất là rẻ. Cây này khả năng nhận về ghép luôn cái nha. Cây này có những cái rễ cuốn cuốn xuống rất là khỏe nha. Đây to, vâng số đó chị. Cây to cái nhà nha, cây rất là lực luôn. 50. 50 hoàn cái nha, to quá cái nha. Cao 60. Cao là 60. Bồ đế 48. Rồi, cái này anh em về có sửa tay cành thêm sửa nha. Giá rất là rẻ rồi. Cái này chỉ có là đây cả nhà, đây có mảng lũa đây cả nhà nha. Đó, cái này có một mảng lũa đây cả nhà. Tóm ra hết cây đặt cả nhà nha, cây rất là nặng cả nhà nha. Đặt rất là nặng nha. Đó. Thì với cái mã là C8 này thì em xin được mạn phép giao lưu với cái nhà là 1.200k. 1.200k đã bao gồm phí vận chuyển và đã bao sống, một cây rất là to cả nhà. Nó 1.200k to đặt cả nhà nha, chỉ có một vệt lũa đó thôi. 1.200k cho cái mã là C8. Theo là cái mã là C9 của chúng ta, một cây giáng long. Đó. Đó, có cái đuôi luôn. Đó, giá cũng mềm mại cả nhà. Vào số đó chị. 33. 33 hoàn luôn cả nhà mình ơi. Cao là 58. Bầu đế là 42. Chuẩn ha. Đó, lượng rất là đẹp. Lượng rất là ok cả nhà. Lên làm cái tàn quá ok luôn ha. Bầu đế là cả nhà, bầu đế rất ok luôn nha. Đó. 1 2 3 4 5. Đó, anh em thích chơi này không thích thì cắt. Đó. Rồi, với cái mã là C9 này thì em sẽ được mạn phép giao lưu với cả nhà là 1.000k, đã bao gồm phí vận chuyển và đã bao sống. Tục đến với cái mã là C10 của chúng ta, một cây tàn rất là to, tay cành cũng khá là dị cơ nha. Đó, vào số đó chị. Cây tàn 45 hoành cả nhà mình ơi. Cây khá là to cả nhà. Cao 1,5 m. Bầu đế 48 xoay vòng chơi. Tàn dị cả nhà nha, quái nha. Đó. Ok. Quá đã cả nhà ơi. Một cây tàn to cao.
Thì với một gốc mai tàn như thế này em cũng xin được mạn phép giao lưu với cả nhà là 1.700k, đã bao gồm phí vận chuyển và bao sóng cây đặt rất là nặng cả nhà nha. Nó 1.700k cho cái mã là C10 của chúng ta. Tiếp tục đến với cái mã là C11. Và cái mã C11, C12 này là hai gốc mai chùm cả nhà nha. Đây là hai gốc mai chùm. Đó. Hoa rinh đẹp như là trên màn hình. Thì dòng này anh em cố gắng chơi rinh nha. Chơi rinh cả nhà. Một dòng hoa rất là đặc biệt. Người ta hay em thấy anh em hay còn gọi là móng rồng hoặc là mai tiếng vua cả nhà. Anh em đơn giản thì biết là mai chùm, em báo hoa chùm thôi. Thì mai rừng có những dòng hoa rất là độc lạ cả nhà. Rồi, còn số đó chị. Cái này chơi rinh anh em nha. Tàn quá đẹp cả nhà. Hoành 39. 39 hoành. Cao 48. Cao 48. Bộ đế 43. Rồi, xây một dòng luôn chị. Cây quá khỏe, nhìn bộ đế cả nhà biết cây khỏe ha. Đó. Thì với một gốc mai chùm rinh mai chùm đế đẹp tại cành đều thì em cũng xin được mạn phép giao lưu với cả nhà là 1.100k, đã bao gồm phí vận chuyển và bao sóng cây chúng ta là đặt sạch sẽ cả nhà nha. 1.100k cho cái mã là C11 của chúng ta. Với cái mã là C12 luôn cả nhà mình ơi. C12 này là một gốc mai hoa chùm, hoa đẹp như trên màn hình cả nhà nha. Mặt hoa này em bao luôn cả nhà ơi. Đó, vào số chị. Cây này đế 24 giờ rất là khỏe cây nha cả nhà. Cây chúng ta là cây một cây đặt luôn nha. Tay cảnh rất là đều. Hoành 50. 50 hoành cả nhà, rất là to cả nhà mình nha. Cao 52. Cao là 52. Bonsai mà mai chùm nó quá tuyệt vời cả nhà mình ơi. Nó bộ đế rất khỏe rất đẹp nè, cây to cả nha. 50 hoành, đế nở. Đó, mai hoa chùm. Hàng độc lạ hiếm cả nhà ha. Thì với một gốc mai độc lạ hoa chùm thế này với cái mã số là C12 thì em cũng xin được mạn phép giao lưu với cả nhà là 1.800k, đã bao gồm phí vận chuyển và đã bao sóng, và chúng ta cùng ngắm bộ đế cả nhà nha. Đây 1 2 3 4. Đó, một cốt tay cành rất là đều cả nhà nha. Một cốt tay cành rất là đều luôn cả nhà. Đó, về chỉ bẻ tay cành để chơi thôi mà không ghép cả nhà nha, nên chơi rinh. Bọn này chúng ta nên chơi rinh cả nhà nha. Và rồi cả nhà ơi, với cái mã C12 đã kết thúc clip của tối đêm nay. À, bên em bán bao sóng, nên cả nhà thấy được cho nhà yêu quý thì nhà nhớ cho em một cái lượt like. Cả nhà nha, một cái lượt like. Đó, anh cứ đi chơi đi nhậu gì đó cả nhà nhớ nhắc đến cây cảnh cho đẻ, một kênh bán mai rừng bao sóng. Đó, ủng hộ em Út nha. Cho em một cái lượt thích, một lượt chia sẻ cả nhà nha. Uống cà phê cũng nhắc đến em để cho anh em đam mê mai rừng cùng biết về em nhiều hơn để em có động lực cả nhà ha. Em sẽ mang về những cái gì mà rẻ nhất hoặc là những gì mà tốt nhất cho cả nhà nha cả nhà. Rồi, em cảm ơn cả nhà đã xem hết clip của tối hôm nay. Em chúc cả nhà một lần nữa nhiều niềm vui, sức khỏe và thành công trong cuộc sống cả nhà mình nha. Rồi, chào cả nhà nha.